hoặc khiến an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc khiến an trụ bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nam thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc khiến an trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc khiến an trụ 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khiến an trụ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc khiến an trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, nếu các hữu tình đắm trước bố thí hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước tịnh giới hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước an nhẫn hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước tinh tấn hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước tịnh lự hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước bát nhã hữu vi và quả, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước bốn thánh đế hữu vi không đẳng quán, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước 10 địa Bồ Tát hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước 5 loại mắt, 6 phép thần thông hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Nếu các hữu tình đắm trước 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hữu vi, thì dùng các phương tiện an ủi cứu vớt khiến an trụ cảnh giới vô dư niết bàn.